Thưa tôi tên là Thống. Dạ. Họ tên đầy đủ là Đinh Như Thống. Dạ. Tôi ở Ken. Dạ. Tôi qua Mỹ này cũng được 30 năm rồi. Ồ. Thì coi như là tôi làm đủ thứ. Trước kia tôi làm đủ thứ nghề, nhưng mà cách đây cỡ 6 năm á, thì trong khi mà tôi làm ở trong cái hãng xe thì tôi bị tai nạn. Bị tai nạn sao anh? Là tôi đứng dậy nhanh quá, trên cái đầu tôi á, là nó bị tán trúng cái thanh sắt. Thì tôi lúc đó là không, tôi chỉ bị chảy chảy máu thôi mà nó rất là đau. Thì đi bác sĩ họ tìm không ra chứng, tôi cũng bị chóng mặt với say sẩm rồi, là muốn buồn nôn nữa. Thì đi bác sĩ mở mắt nữa chứ, thì họ đi khám mắt. Mà nhờ cái tai nạn đó thì tôi qua được nhiều cái khám bệnh của Mỹ, thì thấy họ tối tân quá. Nhưng mà tối tân là nhờ cái máy móc tối tân thôi, chứ thực tình họ tìm không ra bệnh mình. Cái sau cuối cùng đó là tôi nản quá rồi, mà bắt đầu tôi nó phát ra cái chứng gọi là nó run rẩy, đi không được. Rồi tôi bò tôi lết, tôi mới nói tôi đâu có làm gì mà thất nhân ác đức đâu, mà sao mà trời hành tôi dưới này đấy. Thấy chưa, cái thử thách quá lớn này, cái nặng quá. tôi chán quá. Thì là mấy lần là tôi tính coi như là nhà tôi mà chở tôi đi á, là tôi muốn nhảy khỏi xe cho nó cán chết cha cho rồi, chứ nó đau đớn chịu không nổi người. Thì coi như là tôi cũng đi gọi là cái gì, Vật lý trị liệu. vật lý trị liệu nè, Rồi rồi châm cứu. châm cứu, rồi cũng có giải phẫu đây nữa, Giải mô phẫu ở đâu? cổ, đây là C3 C4 fusion á, tức là cuộc sống đốt sống cổ số 3, số 4. Mà hở mổ làm cái gì? Thì bác sĩ họ nói vậy, thì mà lúc tôi bị cái chứng đau đầu, nó đau quá đi. Nhưng mà không Thì có bác nẹp sĩ sắt nẹp gì nó, hay là chỉ mổ thôi. bác sĩ mổ cái rồi nói là kiểu như nó họ lót một cái miếng gì đó ở giữa hai cái đốt sống đó, cho nó dính lại với Miếng nhau á, đệm. miếng đệm mới cho nó dính lại với nhau đó. Thì sau đó tôi thấy là nó cũng bớt chút đầu thôi, nhưng mà nó cái Cái rung không bớt. rung rung rẩy đi không nổi. Thì là 5 năm như vậy, là cứ mỗi 1 thứ 6 tôi đều đi châm cứu nè. Rồi là coi như là cứ 1 tuần như vậy là 2 lần đi vật lý trị liệu, rồi đi bác sĩ chỉnh hình đó, đó còn 1 2 năm nữa mà không ăn thua gì hết trơn á. Thì tôi nản quá, thì may đâu là có duyên với bác sĩ sao đâu không rõ. Thì con gái tôi nó mới được, nó liên lạc trên 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 mạng á đó, thì là nó biết là bác sĩ ở đây. Nhưng mà lúc mà nó hỏi thì là nó nói là bác sĩ đi đi Cali mất Đi rồi. Cái tôi Cali nản quá, tôi nói thôi rồi là rồi mình không có duyên. ok. Nhưng mà ai ngờ nó cứ cố gắng, cố gắng nó giới thiệu, nó liên lạc điện thoại với nhau đó. Thì là theo như là sư cô ở chùa á, thì bà ít khi nào bà gọi điện thoại lắm, hay là bà ra điện thoại bà mắc tụng á nha. Mà ngay trong gia đình đây cũng là gọi điện thoại hoài không được, thì con gái tôi nó gọi thì sao lại bà này Bắt máy. lúc bà bắt máy. Cái đó mới cái duyên chứ, thấy chưa. Thì rồi là sư cô thì nói rằng là được rồi, thầy đi, nghe nói thầy thầy là ông đi Cali rồi, thì để tôi gọi xuống Cali xem ông tới chỗ cái địa điểm nào thì tôi sẽ có cho cô biết đó. Thì con gái tôi nó cũng cứ gọi hoài mới là gọi qua gọi lại như vậy. Thì cuối cùng á là thường thường như là người ta cũng cẩn thận trong vấn đề mà số phone, số điện thoại, số nhà ấy. Mà không biết tại sao mà cái duyên sao mà sư cô lại cho cái số điện thoại của anh Huy ở đây. Thì anh Huy lại con gái tôi gọi anh Huy, thì anh Huy ra lại bật lại cho cái địa chỉ nhà đây. Thế là cái duyên rõ ràng thôi. Thì là con gái tôi nó nói ồ ba ơi, mừng quá, cái như bác sĩ chưa đi. Bây giờ thì chắc là có duyên đó, ba có dịp lành bệnh đó. Thì nên là tới đây, thì lúc mà tôi tới cửa nhà đây là tôi chống gậy tôi vô, mọi người trong nhà tá hỏa rồi, Mà nên đi rất chậm tôi mà. đi rất chậm, mà rồi cứ là lấy ghế đó để mà chạy ra để mà cho tôi ngồi tạm. Tôi nói tôi nhất định tôi phải đi, là tôi cố gắng 5 năm tôi cứ ráng tôi tập như vậy đó. Thì tôi vô thì bác sĩ làm có 1 lần à, là coi như là tôi bái bai cái gậy luôn. Nhưng mà đây là 2 ngày trước thôi, đây là ngày 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 thứ ba mà tôi trở lại để bác sĩ làm lại lần nữa trước khi ông đi về đó. Thì tôi chỉ có bấy nhiêu lời thôi, Rồi. tôi nói là kiểu như là Mỹ nó phải là amazing á, nó là unbelievable. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em.
khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853 823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853 823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.